Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog. Lời đầu tiên, cho phép Sơn Còi xin được gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị và các bạn. Chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có được một cuộc sống may mắn và bình an. Trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog ngày hôm nay, xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một câu chuyện tang lễ hết sức đáng tiếc. Đó là tang lễ của anh Trịnh Quốc Tuấn, sinh năm 1980 tại quê hương Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, anh Trịnh Quốc Tuấn đã được bố mẹ đưa sang Mỹ để định cư, nhưng vì cuộc sống của anh suy nghĩ lệch lạc mà anh đã luôn gieo mình vào những cuộc nhậu nhẹt và biến mình thành con ma men. Nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh rất nhiều, đặc biệt là sức khỏe của anh. Và cho đến ngày hôm nay thì sức khỏe của anh đã lâm vào bệnh trọng, mặc dù đã được bố mẹ cùng với tất cả mọi người hết lòng chăm sóc và cứu chữa, nhưng anh đã không qua khỏi và chút đi hơi thở cuối cùng, kết thúc 42 năm của mình trên cõi đời. Ngay sau đây thì là chương trình tang lễ của anh Trịnh Quốc Tuấn. Sơn Còi Vlog xin được mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi và chia sẻ với gia đình tang quyến. Xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là tang lễ của anh Anton Trịnh Quốc Tuấn, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1980 tại quê hương Hải Phòng. Anh Trịnh Quốc Tuấn do sử dụng quá nhiều rượu bia trong cuộc sống mà anh đã lâm vào bệnh trọng. Mặc dù đã được bố mẹ, anh em trong gia đình cùng với bạn bè định cư tại Mỹ đã hết lòng chăm sóc và được các y bác sĩ tại Mỹ hết lòng cứu chữa, nhưng vì căn bệnh nặng, sức cùng lực kiệt, anh đã chút đi hơi thở cuối cùng vào hồi 7 giờ 22 phút ngày 21 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm Nhâm Dần. Tại California, Hoa Kỳ, anh ra đi hưởng dương 42 tuổi đời. Linh cữu của anh Trịnh Quốc Tuấn sẽ được thăm viếng và đọc kinh cầu nguyện tại nhà thờ bên Mỹ. Sau thánh lễ sẽ đưa anh Trịnh Quốc Tuấn đi hỏa táng tại nhà hỏa táng của Mỹ. Giây phút này thì người em trai của anh Trịnh Quốc Tuấn đang rước di ảnh của anh cùng với mọi người đưa linh cữu của anh tới nhà thờ để mọi người tổ chức lễ viếng cũng như đọc kinh cầu nguyện cho anh. Thưa quý vị và các bạn, theo như chia sẻ của người em trai thì anh Trịnh Quốc Tuấn thuở nhỏ là một người con rất ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ. Anh rất thông minh và sáng tạo. Nhưng cho đến khi anh vào cấp 3, anh đã có những suy nghĩ lệch lạc, lao theo những cuộc nhậu nhẹt, để rồi biến mình thành con ma men từ khi nào mà anh cũng không hề hay biết. Để rồi mỗi khi anh không có bia rượu trong người thì anh rất tốt và bình thường. Nhưng đến khi anh đã uống rượu bia vào trong người thì lúc đó không phải còn là anh Trịnh Quốc Tuấn nữa. Bố mẹ anh cùng với tất cả mọi người trong gia đình đã làm tất cả với anh để mong rằng anh sẽ thoát khỏi con ma men và có được một cuộc sống tốt hơn, sau này sẽ có được hạnh phúc gia đình. Và sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, gia đình đã thấy anh Trịnh Quốc Tuấn xây dựng được gia đình với một cô gái rất ngoan ngoãn, hiền lành và chịu thương chịu khó. Anh cùng với người vợ của mình đã sinh được hai người con rất khỏe mạnh, xinh xắn và ngoan ngoãn.
những tưởng cuộc sống của anh Trịnh Quốc Tuấn sẽ yên ấm, hạnh phúc bên gia đình, bố mẹ cùng với mọi người trong gia đình đã vui mừng bởi nhìn thấy anh có được hạnh phúc và hy vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng rồi năm tháng trôi qua đi, anh vẫn tiếp tục lao vào những con đường nhậu nhẹt để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của anh và đặc biệt là ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Và anh đã kết thúc cuộc đời 42 năm của mình tại Mỹ. Sự ra đi của anh ngày hôm nay là một mất mát đau thương mà gia đình không có gì có thể bù đắp được. Dẫu biết rằng anh đã có những sai lầm khi sống trên cõi đời, nhưng sự ra đi ở một độ tuổi của anh vẫn còn trẻ, vẫn còn bao nhiêu ước mơ hoài bão, rồi các con của anh vẫn còn nhỏ, để lại cho mọi người sự tiếc nuối và đau thương. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện của anh Trịnh Quốc Tuấn ngày hôm nay, một số phận đã phải kết thúc sau 42 năm bởi những suy nghĩ lệch lạc trong cuộc sống. Sơn Cõi Vlog mong muốn rằng mỗi người trong chúng ta hãy biết trân trọng giá trị cuộc sống, trân trọng cuộc sống gia đình để cùng nhau xây dựng nên một gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và ấm no. Kênh Sơn Cõi Vlog xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình tang quyến và nguyện cầu cho linh hồn của anh Trịnh Quốc Tuấn sớm được về với Chúa và hưởng nhan Thánh Chúa. Quý vị và các bạn theo dõi video cũng hãy nhớ để lại những bình luận để chia sẻ cùng với gia đình tang quyến và cầu nguyện cho linh hồn của anh Trịnh Quốc Tuấn sớm được về với Chúa và hưởng nhan Thánh Chúa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.